Xin chào tất cả các em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chuyên này góp nhận 10 token Spark được khoảng 7 đô. Người ta có khoảng giá 1 token Spark này 0.7 đô đã list trên sàn Uniswap và sàn Bankeke Swap nha các bạn. Nhà game này em có link mô tả và em có tắt chất bot nè. Rồi các bạn bấm vào continue của group trang nha các bạn. 29 cộng 9 bằng 38 nha các bạn. Tiếp tục thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè các bạn. Daily sàn Bobit Uniswap BB. Con này chạy trên tán BNB Smart Chain nè các bạn. Rồi. Các bạn vào rồi các bạn mới đập lên nha. Bạn các bạn join tiếp kênh seller nè các bạn. Các bạn follow kênh seller nè. Rồi các bạn mới đáp lại. Tại Twitter thì các bạn follow and retweet và minbot nghe không? Rồi các bạn chạy xíu nha bạn. Các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn, các bạn like nè các bạn, các bạn chỉnh về từ quýt nha các bạn. Thôi các bạn test lại đi các bạn. Rồi các bạn bắt đầu lên các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm đòn nha các bạn. Tiếp tục các bạn bấm đòn nha các bạn. Tiếp tục cưng gọi là username từ Twitter của cho các bạn các bạn. A cộng MMO của bạn đấy các bạn. Rồi tiếp tục bấm đột nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Bet20 các bạn dùng địa chỉ ETH trên với chocolate cũng được các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH trên chocolate hoặc là địa chỉ BNB Smart Chain BNB cũng được các bạn. Rồi bạn sẽ chép lên. Giờ bạn bắt gửi cho bot nè bạn. Rồi các bạn sẽ nhận được 10 top cần Spark nè bạn. Mỗi một ghép thì nhâm 500 top cần Spark nè bạn. Để video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.